Phía Anthony Joshua ra yêu sách nếu Dan Thay Wilder muốn thượng đài. Nếu muốn Anthony Joshua thượng đài, Dan Thay Wilder phải chấp nhận khoản thưởng cực bèo. Đấu Joshua, Dan Thay Wilder nhận thưởng cực bèo. Dan Thay Wilder, nhà vô địch boxing hạng nặng WBC, là võ sĩ hiếm hoi có đủ khả năng thách đấu Anthony Joshua sau khi Joseph Parker bị đánh bại trong trận thống nhất ba đai vô địch IBF, WBA, WBO cách đây chưa lâu. Tuy nhiên nếu võ sĩ 32 tuổi quyết tâm bao nhiêu thì Anthony Joshua không mấy mặn mà. Thậm chí theo tiết lộ từ cây viết Scott Ginsfork của tờ BoxingNews24.com, ekip của Joshua tuyên bố phía Welder được chia 20% tiền thưởng nếu thượng đài. Dự kiến trận sau găng này có giá trị khoảng 80 triệu đô la. Như vậy tay đấm người Mỹ chỉ nhận được khoảng 10 đến 15 triệu đô la. Trước đó từng có thông tin Dan Thay Welder chấp nhận mức ăn chia 60-40, tức là Dan Thay Welder sẽ nhận 40% tiền thưởng để được thượng đài với Anthony Joshua. Nhưng mới đây nhất, phía Anthony Joshua lại đưa ra mức chia tiền thưởng là 80-20, vì vậy trận đấu này sẽ còn phải đàm phán rất nhiều nếu muốn được thượng đài. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua đại chiến Deontay Wilder để thống nhất năm đai vô địch boxing hạng nặng. Sau Parker, đối thủ tiếp theo của Anthony Joshua nhiều khả năng sẽ là Deontay Wilder. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, phải dùng tới 12 hiệp đấu để dứt mạch toàn thắng bằng knock out. Nhưng điều quan trọng là Anthony Joshua đã bổ sung vào bộ sưu tập thêm một chiếc đai vô địch boxing hạng nặng. Chiến thắng trước Joseph Parker bằng tính điểm tại Cardiff đã chính thức đưa về tay võ sĩ người Anh bốn chiếc đai gồm WBA, IBO, IBF và WBO từ Parker. Sau trận đấu, nhiều người đã quan tâm nhất là đối thủ tiếp theo của Joshua. Không ngần ngại, kẻ hủy diệt boxing chỉ mặt điểm tên hai đối thủ, đen tay Winder hoặc Tyson Fury. Theo Sky Joshua đã có những phát biểu: "Tôi sẽ không phân tích về trận đấu hôm nay, đó là công việc của huấn luyện viên." Điều quan trọng nhất chúng ta không thể quên rằng tôi là nhà vô địch thống nhất các đài boxing hạng nặng thế giới. Đối thủ tiếp theo ư? Tôi muốn Winder hoặc Fury. Hãy đưa hắn ta, Winder, lên võ đài. Tôi sẽ đấm gục hắn. Tyson Fury đã được Joshua nhắc tới, nhưng làng quyền Anh hứng thú hơn trước viễn cảnh Joshua thượng đài với Winder để thống nhất năm đai vô địch, bởi trong tay võ sĩ người Mỹ đang nắm giữ vương miện WBC. Từ xa xôi, Đem tay Winder chỉ trả lời ngắn gọn nhưng rất đầy đủ. Hãy biến trận đấu này trở thành sự thật đi nào. Vấn đề được quan tâm là Joshua và Winder sẽ phải có những thỏa thuận để tổ chức cuộc chiến này. Phía tay đấm người Anh không hứng thú với việc sang Mỹ thi đấu. Joshua nói tiếp, tôi không thích sang Mỹ. Nhiều năm qua người ta đã phải trả quá nhiều tiền để sang đó xem các võ sĩ Anh thi đấu. Giờ đây chúng ta có thể tổ chức những trận boxing ở Cardiff hoặc ở London. Chúng ta sẽ ở lại đây và không phải đi đâu cả. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua, vị vua mới của làng quyền Anh hạng nặng, đã nâng thành tích toàn thắng của anh lên con số 21-0 và trở thành người nắm giữ 4 chiếc đai WBA, IBF, IBO và WBO khi chiến thắng Joseph Parker dạng sáng nay trên sân nhà Principality Stadium, Wales chuẩn bị cho trận đấu siêu hạng để thống nhất bốn chiếc đai vô địch quyền anh thế giới, Anthony Joshua chưa bao giờ chủ quan buông lỏng chính mình. sở hữu 20 chiến thắng knockout trên toàn bộ 20 trận đấu, Anthony Joshua đã bước đi rất xa trên con đường thi đấu quyền anh chuyên nghiệp. giờ đây khi đã trở thành nhà vô địch WBA, IBF và đã chiến thắng trong trận thống nhất đai vô địch trên đỉnh đấu trường quyền anh hạng nặng thế giới, Joshua tiết lộ bí... <laughs> Joshua tiết lộ bí quyết chiến thắng của anh phải luôn giữ mình ở cửa dưới trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu tôi luôn cho rằng mình là võ sĩ cửa dưới anthony joshua cho biết đôi khi tôi cố ý không xuất hiện với những chiếc đai cố ý để các đối thủ của tôi thoải mái khoe khoang để tôi có thể giữ vững tâm thế ấy được thi đấu trên sân nhà và nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn anthony joshua khẳng định anh có tự tin chiến thắng nhưng khi đề cập đến việc tập luyện bản thân nhà vô địch người anh chưa bao giờ chủ quan buông lỏng chính mình theo Joshua, không chỉ anh mà hầu hết các võ sĩ quyền Anh khác cũng đều phải hy sinh rất nhiều trước khi lên sàn đấu. Võ sĩ quyền Anh cũng chẳng khác gì những người lao động bình thường, thậm chí còn có phần mệt nhọc hơn, Anthony Joshua nhận định. Chúng tôi phải dậy sớm, tập luyện thật chăm chỉ, sống xa nhà, khi mệt khi ốm cũng chẳng dám bỏ tập. Hơn 70.000 fan hâm mộ đã có mặt trên sân vận động Principality Square để chứng kiến trận đấu lịch sử dạng sáng nay mùng 1 tháng 4 giờ Việt Nam trong khi đối thủ người New Zealand Joseph Parker với 24 chiến thắng 18 trận knockout khẳng định trận thống nhất đai hạng nặng sẽ máu lửa và liều lĩnh không khác gì một cuộc chiến tranh. Joshua chỉ cười nhạt. Đây là quyền anh. Vẫn có những người nghĩ rằng thượng đài chỉ cần một cái... Đây là quyền anh. Vẫn có người nghĩ rằng để thượng đài chỉ cần một cái cầm cứng và một cú đấm phải thật mạnh là được. Nhưng chúng tôi có nhiều thứ để thể hiện hơn thế ví dụ như kỹ thuật, kỹ xảo, cách phản đòn. Joseph Parker muốn máu lửa cũng tốt. Tôi mong Parker có thể rơi vào cái bẫy mà tôi đã răng sẵn, để tôi có thể giã nát anh ta với một vài cú đấm nặng đồ. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tắt để đón xem các clip. Mặc dù đã giành chiến thắng trước Joseph Parker để thống nhất 4 đai vô địch, IBF, IBO, WBA, WBO, nhưng Anthony Joshua vẫn không thể gây ấn tượng với cựu vương Tyson Fury. Cựu vô địch thế giới Tyson Fury đã không bị ấn tượng bởi lối đánh của Anthony Joshua, người giành chiến thắng trong trận đấu lịch sử tại Capris vào dạng sáng ngày 1 tháng 4. Sau 12 hiệp đấu, Joshua của Anh giành chiến thắng 118-110, 118-110 và 119-109 trên bảng điểm của ba trọng tài. Đây là chiến thắng thứ 21 liên tiếp của huy chương vàng Olympic London 2012, nhưng nó là lần đầu tiên Joshua không thể nốc vào đối thủ. Với thắng lợi này, Joshua đã giành được 4 chiếc đai danh giá của quyền anh hạng nặng thế giới. Joseph Parker lần đầu tiên nhận thất bại sau 24 trận thắng liên tiếp. Mặc dù vậy, võ sĩ New Zealand đã chơi đầy tự tin và cố gắng. Chiến thắng của Joshua đưa anh đến gần với một trận đấu với Deontay Wilder, võ sĩ người Mỹ giữ chức vô địch hạng nặng WBC. Cuộc chiến với Parker tỏ ra quá an toàn với Joshua. Tyson Fury đã theo dõi trận đấu. Dựa trên những gì ông thấy, cựu vương thế giới tin rằng Winder sẽ đánh bại Joshua. Tôi phải nói rằng Anthony Joshua không phải là siêu sao. Tôi có thể đánh bại cậu ta khi tôi trở lại, nhưng cậu ta chưa đủ tốt để làm đối thủ đánh tập của tôi. Tôi khuyên Anthony Joshua đừng chiến đấu với Winder vì cậu ta sẽ đánh bật Joshua để nhận 50 triệu bảng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua đại chiến Dante Wilder để thống nhất năm đai vô địch boxing hạng nặng. Sau Parker, đối thủ tiếp theo của Anthony Joshua nhiều khả năng sẽ là Dante Wilder. Lần đầu tiên trong sự nghiệp phải dùng tới 12 hiệp đấu để dứt mạch toàn thắng bằng knockout. Nhưng điều quan trọng là Anthony Joshua đã bổ sung vào bộ sưu tập thêm một chiếc đai vô địch boxing hạng nặng. Chiến thắng trước Joseph Parker bằng tính điểm tại Cardiff đã chính thức đưa về tay võ sĩ người Anh bốn chiếc đai gồm WBA, IBO, IBF và WBO từ Parker. Sau trận đấu nhiều người đã quan tâm, nhất là đối thủ tiếp theo của Joshua. Không ngần ngại, kẻ hủy diệt boxing chỉ mặt điểm tên hai đối thủ, Dante Winder hoặc Tyson Fury. Theo Skypod, Joshua đã có những phát biểu. Tôi sẽ không phân tích về trận đấu hôm nay, đó là công việc của huấn luyện viên. Điều quan trọng nhất chúng ta không thể quên rằng tôi là nhà vô địch thống nhất các đài boxing hạng nặng thế giới. Đối thủ tiếp theo ư? Tôi muốn Winder hoặc Fury. Hãy đưa hắn ta, Winder, lên võ đài. Tôi sẽ đấm gục hắn. Tyson Fury đã được Joshua nhắc tới, nhưng làng quyền anh hứng thú hơn trước viễn cảnh Joshua thượng đài với Winder để thống nhất năm đai vô địch bởi trong tay võ sĩ người mỹ đang nắm giữ vương miện wbc từ xa xôi đem tay winder chỉ trả lời ngắn gọn nhưng rất đầy đủ hãy biến trận đấu này trở thành sự thật đi nào vấn đề được quan tâm là joshua và winder sẽ phải có những thỏa thuận để tổ chức cuộc chiến này phía tay đấm người anh không hứng thú với việc sang mỹ thi đấu joshua nói tiếp tôi không thích sang mỹ nhiều năm qua người ta đã phải trả quá nhiều tiền để sang đó xem các võ sĩ anh thi đấu Giờ đây chúng ta có thể tổ chức những trận boxing ở Cambridge hoặc ở London. Chúng ta sẽ ở lại đây và không phải đi đâu cả. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.